Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo thì tiếp tục hôm nay mình sẽ cập nhật số thông tin về dự án cat io ha đó thì đây là một cái dự án thuộc về cái nền tảng sang và đây là cũng là một cái sang nó đã hoạt động khá là lâu rồi ha và hiện tại nó đang cho mình một chương trình Aerobe đào cái cái coi gọi là CEXB thì khả năng cái CEXB này chính là cái coi sàn của cái sang này luôn anh em nha và đặc biệt con này nó sẽ cho mình khai thác trên Telegram đó, cực kỳ là chất lượng anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ à, tìm hiểu về một số cái à, thông tin của cái sàn kết.io này ha. Cũng như là mình sẽ cập nhật một số thông tin về EROP của dự án này. Thì à, tin nhắn đầu tiên này, ở đây là ha, bạn thật tuyệt vời, 500.000 người chơi đã tham gia kết.io, power tab, đừng bỏ lỡ, hãy tham gia vui vẻ. Sự phấn khích là có thật, bạn nghĩ bao lâu nữa chúng tôi sẽ đạt 1 triệu người dùng, thả dự đoán của bạn dưới đây thích chia sẻ và gắn thẻ bạn bè để thăng cấp trò chơi của bạn. Cuộc hành trình ngày càng gây cấn, tuyết lại và bình luận dự dự, dự đoán của bạn ha. Tin nhắn tiếp theo cách đây 8 giờ. Bạn vẫn tham một mình, à, bạn vẫn pha một mình à, không cần phải đi một mình đâu, hãy để đội của bạn giúp đỡ à, và chia sẻ liên giới thiệu cá nhân, à, chia sẻ niềm vui với bạn bè bình luận tuyết lại nếu bạn tham gia đó. Rồi tiếp tục một thông tin cách đây 8 giờ. 750.000 người tham gia à, khai thác ha. Xin chúc mừng mọi người. Để ăn mừng chúng tôi đã tặng 1.000 tab miễn phí cho tất cả những người tham gia. Đó. Thì cuộc phiêu lưu chỉ mới bắt đầu. À, hãy để việc khai thác tiếp tục bình luận và tích để lại tham gia à, kỷ là kỷ niệm. Đó. Thì hiện tại dự án này đã đạt 750.000 người à, tham gia cái khai thác rồi ha. Hiện tại dự án này đã mới ra, tuy nhiên là cái số lượng người đăng ký đang tăng rất là mạnh luôn. Ha. Đó thì hiện tại đã đạt 750.000 người à, tham gia rồi ha và ở đây nó có một thông tin là nó sẽ tặng cho 1.000 à, cái um, cái đồng uh, set.io này à, 1.000 cái um, CSB này cho các tất cả các thành viên nào đăng ký của dự án này ha thì khi mà anh em tham gia anh em sẽ nhận được là 1.000 tab nè thì chút nữa mình sẽ vào cái ứng dụng để mình chia sẻ cho anh em ha thông tin cách đây 6 giờ nè từ từ bảy trăm rưỡi ha bây giờ nó đã lên tới một triệu người tham gia rồi ha tin nóng mini game của chúng tôi nè trên telegram tính đến nay đã đạt một triệu người làn sóng đầu tiên vẫn đang phát triển rất là mạnh ha đó thì tin nhắn gần đây nhất nó đạt một triệu người tham gia rồi ha cách đây 6 giờ đó phải nói là cái tốc độ của dự án này phát triển rất là mạnh luôn dự án này chỉ mới ra một vài ngày thôi tuy nhiên là số lượng đăng ký đã lên đến một triệu rồi nha đó một triệu rồi và hiện tại nó có một cái chương trình là nó sẽ tặng 1.000 tab à, cho tất cả những anh em nào đăng ký à, cái dự án này. Thì những anh em nào chưa biết đến dự án này thì tranh thủ đăng ký liền cho mình ha. Đây là một cái kèo cực kỳ hot và nó thuộc cái à, lĩnh vực của cái sàn em nha. Thì à, mình sẽ chia sẻ một số thông tin về sàn ket.io. Rồi, giới thiệu về sàn kết io kết io được thành lập vào năm 2013 với sứ mệnh là hỗ trợ tài chính toàn cầu thông qua việc áp dụng công nghệ tiền điện tử và blockchain là một trong những đơn vị tham gia thị trường lâu nhất. Lâu năm nhất ha, Kết.io là cung cấp một hệ sinh thái toàn diện gồm các giải pháp trực quan được xây dựng với cốt lõi và an toàn, bảo mật cho phép người dùng giao dịch và lưu trữ, chuyển nhượng và kiếm tiền à, tài sản kỹ thuật số với hơn 6 triệu người dùng. À, đã đăng ký trên toàn cầu, Kết.io giúp khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp và tổ chức nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực tài chính phi tập trung của mỗi ngày. Kết.io là tên giao dịch và các sản phẩm dịch vụ tài chính, à, dịch vụ nền tảng à, tài sản kỹ thuật số ha được cung cấp bởi tại Hoa Kỳ, cat .io co à, để đăng ký với à, Fincen tại các khu vực pháp lý được cấp à, phép hoạt động với một tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ ha hoạt động là 409 499 văn phòng đăng ký ở à, tại à, Châu Âu ha Két .io thì à, tóm lại ha ở đây thì em có thể thấy được là cái sàn kết này cũng là tồn tại rất là lâu ha từ năm 2013 và nó được đăng ký tại Mỹ ha và một cái sàn cực kỳ uy tín ha và lượng cái user của sàn cũng đang rất là đông nha đó thì phải nói cái sàn này cũng khá là uy tín thì hiện tại nó có một cái chương trình ha bây giờ mình sẽ vào cái app Telegram để mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái phần EROP Đó, thì những em nào mà chưa biết đến dự án này thì xuống phòng tải video Anh em kết vào cái link đăng ký Để anh em có thể là khai thác được cái dự án này ha Hoặc là anh em có cái phần video mình hướng dẫn anh em cách đăng ký Anh em xuống xem lại ha Thì khi mà anh em kết vào link đăng ký nó sẽ hiện cái phần này như này Thì anh em bấm vào chữ Start App để anh em mở cái app này lên Đó Rồi thì cái cách hoạt động này, hiện tại khi mà anh em đăng ký vào, anh em sẽ nhận được là 1.000 tab ở bên đây thì bên tay trái này chính là cái số lượng tab mà anh em sẽ được nhận ha. thì mỗi lần tab như vậy anh em sẽ nhận được cái phần ceb dưới đây. anh em cứ tab đủ hết 1.000 tab ha. hiện tại là mình đã nhận cái 1.000 tab đó rồi. bây giờ khi mà anh em nhận xong 1.000 tab thì nó sẽ có cái phần tiếp tục là 200 tab ở đây. thì mỗi khi anh em vào ứng dụng anh em sẽ thấy cái số lượng tab ở đây thì anh em sẽ tab hết đủ ha để mình nhận đầy đủ các cái ceb luôn. đó anh em cứ nhận ha. Rồi bên tay phải là chính là cái khung giờ Nó sẽ đếm ngược cho anh em ha Khi nào mà cái cái giờ này nó đếm ngược về không Thì nó là tiếp tục nó cho cái số lượng tab miễn phí ở bên tay trái này Thì khi mà anh em có cái số lượng tab anh em cứ tab Để anh em tăng cái cb của anh em lên ha Đó Bằng cách là dùng ngón tay để kích vào cái vòng tròn ở giữa đây Rồi hết rồi ha, bây giờ mình bấm cờ lem này Đó Đó, rất là nhiều ha Rồi thì trên đây chính là cái phần ở cái token là cb của anh em ha. Rồi, ở đây chính là cái phần invite thì anh em sẽ bấm vào để mời bạn bè nha. Để chia sẻ cái link này để mời bạn bè. Rồi. Đó, rồi ở cái phần task này chính là cái phần nhiệm vụ. Thì anh em sẽ những anh em nào mà mới đăng ký anh em cần phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ trên đây ha. À, phần đầu tiên là những cái nhiệm vụ mà mời bạn bè thì anh em sẽ chia sẻ cái link để mời bạn bè thêm. Thì khi mà bạn bè của anh em đạt đủ cái số lượng như đây thì anh em sẽ claim cái phần thưởng về. Ngoài ra dưới đây thì một số cái nhiệm vụ như là đăng ký kênh Telegram nè, rồi follow trang X ha. Một số cái nhiệm vụ xã hội thì anh em sẽ hoàn thành hết để anh em nhận thêm cái phần thưởng trên đây rất là nhiều luôn nha. Đó. Rồi. Tiếp tục anh em bấm vào phần farm thì ở đây anh em sẽ farm ha. Thì khi mà nó chạy hết 4 giờ này thì anh em sẽ bấm vào chữ farm ở đây để anh em sẽ nhận cái lợi nhuận của cái đồng CEB ha. Thì cứ hết 4 giờ anh em bấm vào claim để anh em nhận cái CEB của anh em nha rồi ở đây cái phần square square chính là cái phần lợi nhuận mà khi mà anh em tham gia vào cộng đồng à, tham gia vào cộng đồng của mình thì khi mà anh em kết vào cái đường link join vào cái nhóm cộng đồng của mình đó, thì anh em cũng sẽ có cái phần lợi nhuận ở đây thì à, cứ khi mà anh em kết vào nó nổi chữ cờ lên thì anh em bấm vào cờ lam thì anh em sẽ nhận được là 10% phần trăm từ cái phần phần thưởng à, từ việc mời bạn bè của anh em ha thì anh em bấm vào cờ để anh em nhận cái số sebv nha rồi đó là như vậy, rồi đó là về cơ bản như vậy thì đây là một cái dự án à, cực kỳ ngon ha à, và nó chỉ cho mình nhận cái csb -E đó thì csb -E không phải là nó, à, trong dự án nó ghi là csb -E không phải là cái tiền à, ảo nha à, mình sẽ dịch cho anh em cái chỗ cái phần này nè rồi hãy sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu nè trò chơi mini kết io bao qua tab của chúng tôi là vừa cập bến Telegram, chuẩn bị cuốn hút hoa trang trại mã thông báo, thống trị các thử thách và ghi được những chiến lợi à, phẩm điên cuồng này, mở khóa sức mạnh của tổ đội, mời người nổi tiếng của bạn để nhân đôi niềm vui và nhân đôi số token. À hãy nhớ rằng KEX IO là cửa ngõ để bạn sử dụng tiền điện tử một cách dễ dàng Quý giao dịch kiếm tiền thể mọi thứ cần để thống trị thế giới tiền điện tử. À, thì hãy để cuộc phiêu lưu bắt đầu. À token CEXP không phải là tiền ảo. Thì anh em chú ý cái câu ở dưới cùng này token CSB không phải tiền ảo ha. Đó, có nghĩa là nó nó nói là cái CSB này không phải tiền ảo mà nó là một cái token ha, một token sau này nó sẽ đây là token khả năng là token sàn đó nha. Thì có thể là nó sẽ được uh, quy đổi từ cái CSB này sang cái token sàn của nó theo cái một cái hệ số nào đó ha thì cái đấy mình chỉ dự, dự đoán vậy thôi hoặc là nó sẽ phân phối cái CSB này chính là cái token của sàn luôn thì cái đó là phần dự đoán của mình thôi ha đó thì trước mắt anh em cứ uh, cố gắng uh, vào uh, cũng như là khai thác cũng như là mời bạn bè thêm để anh em uh, tăng thêm cái số ceb này ha thì đây là một dự án cực kỳ hot trong hiện tại nha uh, và cái chức năng khai thác của nó cũng rất là ok phần thưởng về đội nhóm thì cũng rất là nhiều anh em cho anh em tranh thủ uh, mời thêm bạn bè uh, để có thêm phần thưởng thì ở dự án này anh em nhớ là nó có hai phần cờ lam miễn phí thứ nhất <laughs> cái thứ hai là phần farm uh, anh em cần phải kết hợp cái phần farm này lên để anh em sẽ cờ lem cái phần thưởng farm này nữa ha uh. Đó, nó rất là ok luôn ha rồi đó, như vậy ha thì những anh em nào mà chưa biết đến dự án thì có thể là à, kết vào cái link đăng ký và thực hiện à, khai thác cho mình ha đây là một dự án cực kỳ ngon anh em không nên bỏ qua nha rồi thì à, như vậy ha video đây xin có tốt ngang để thấy video đó, thì cho mình một nút like để ủng hộ video à, những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chuông mình phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo